Xin chào, câu chuyện ngày hôm nay đã xảy ra tại một nhà tù ở Pittsburgh, Mỹ. Đây là một nhà tù đặc biệt để giam giữ những kẻ phạm tội nghiêm trọng, với mức độ bảo mật vô cùng chặt chẽ. Bức tường bên ngoài nhà tù cao tới 13 mét, phía trên cùng còn có hàng thép gai. Chưa kể đến, những người lính canh gác ở đó có ở mọi ngóc ngách. Muốn trốn thoát khỏi đây thật sự là một điều ảo tưởng. Nhưng Nuno Pontet không nghĩ như vậy. Được biết hắn ta là một tên trộm cướp khét tiếng tại Mỹ sau khi bị bắt giam ở nhà tù ở bang Pennsylvania năm 1990. Pontet đã vượt ngục tại đây một năm sau đó. Năm 1992, hắn ta đã bị phát hiện và đưa đến nhà tù Western Penitentiary ở Pittsburgh và bị kết án hơn 15 năm vì tội cướp và vượt ngục trước đó. Mặc dù như đã nói, mức độ bảo mật tại nhà tù Pittsburgh là vô cùng khủng khiếp hơn rất nhiều, nhưng Nuno Pontet vẫn quyết định trở thành kẻ thách thức. Dựa trên lịch trình hàng ngày của nhà tù, hắn ta sẽ lên kế hoạch cho chính mình. Mỗi sáng đúng 7 giờ, chuông reo để tù nhân ra ăn sáng. Hắn ta sẽ sử dụng thời gian này để tìm hiểu về những tù nhân xung quanh, khi biết được lý lịch và thói quen của từng người. Sau đó, hắn ta sẽ tận dụng việc làm trong nhà tù để quan sát địa hình. Trong nhà tù này, nếu bạn được phân công công việc, bạn sẽ phải có mặt trước 8 giờ 30 phút. Pontet đã làm việc trong một phòng sửa chữa bên trong. Hắn ta đảm nhận công việc văn thư. Theo lịch, Pontet sẽ làm việc cho đến 10 giờ 30 phút. Sau đó khi được gọi tên, khoảng 12 giờ, hắn ta sẽ đi ăn trưa, rồi trở lại phòng giam, đợi đến lúc 3 giờ 45 phút, điểm danh lần nữa. Và sau đó là 4 giờ 30 phút, Pontet sẽ được ra sân để tản mát. Ở đó, hắn ta quan sát ở trên tường, cổng chính sân và các vị trí báo động bên trong sân để nắm bắt quy luật hoạt động của chúng. Pontet lặng lẽ ghi lại thời gian, vị trí và cách hoạt động của từng vị trí báo động. Sau đó, hắn ta đã vẽ sơ đồ trong nhà tù ở trong đầu của mình. Mỗi ngày, Pontet hoàn thiện một chút. Ngày hôm sau, hắn ta sẽ lặp lại quá trình này. Toàn bộ quá trình lên kế hoạch mất tới 3 năm. Trong thời gian được ra sân tản mát, Pontet đã nghe thấy cuộc trò chuyện của một cặp vợ chồng kỹ sư bên cạnh và điều đó khiến hắn ta cảm thấy kế hoạch của mình đã có thể bắt đầu. Nguyên nhân là bên ngoài nhà tù có một căn phòng dưới lòng đất mà hắn ta có thể bỏ qua được. Căn phòng đó chỉ cách phòng sửa chữa mà Pontet làm việc chỉ vài mét. Nếu hắn ta có thể tiếp cận căn phòng đó, Pontet có thể đi vào không gian dưới lòng đất. Sau đó, anh ta đào một đường hầm bỏ qua tường bao 13 mét của nhà tù và đi ra phía bên kia của bức tường. Từ đó, Pontet có thể đi vào một kho hàng và tiến hành trốn thoát. Kế hoạch đã hoàn chỉnh, nhưng hắn ta cần một số điều kiện khác. Đầu tiên là chiếc chìa khóa để vào căn phòng. Vì vậy, hắn ta bắt đầu quan sát cách mà các cai ngục kiểm tra căn phòng. Khi một cai ngục rời khỏi căn phòng đó, chiếc chìa khóa sẽ được móc trên cặp quần của anh ta. Pontet phải lấy được trộm chiếc chìa khóa này, nhưng làm như vậy thì mang đến rất nhiều rủi ro. Nếu bị phát hiện mất chìa khóa, cai ngục sẽ thay thế ổ khóa và mọi công sức trước đó sẽ bị lãng phí. Nhưng trong một lần nghỉ ngơi uống cà phê, hắn ta nhìn thấy dấu răng của mình trên cốc giấy và điều này đã giúp Pontet nghĩ ra một cách. Sau khi đổ cà phê ra, hắn ta lén giấu cốc giấy lại. Pontet sẽ sử dụng cốc giấy này để làm khuôn mẫu. Chỉ cần in chiếc chìa khóa lên cốc giấy, sau đó sao chép, hắn ta sẽ có một chiếc chìa khóa mới. Nhưng vấn đề là làm thế nào để lấy được chiếc chìa khóa và in nó lên đó. Pontet đã dùng 2 gói thuốc lá để giải quyết vấn đề này. Hắn ta đã cho 2 tù nhân, mỗi người 1 gói thuốc lá và yêu cầu họ gây sự chú ý sau khi cai ngục kiểm tra căn phòng đó. 2 người này cố ý gây xích mích để cai ngục đó đến xử lý. Trong lúc họ đang gây sự, Pontet đi tới, nhưng lính gác trên tầng cũng đang quan sát. Pontet đã rất cố gắng mới lấy được mẫu của chiếc chìa khóa. Bây giờ lại có một vấn đề mới là làm thế nào để sao xếp chìa khóa. Pontet hiểu rằng chỉ một mình hắn ta thì sẽ không có thể thành công. Hắn ta cần một đội. Sau những lần quan sát trước đó, Pontet đã nhanh chóng xác định được 5 người và thuyết phục họ cùng tham gia. 5 người đó lần lượt là Carmen Keller, một tội phạm giết người có nhiệm vụ phân phối thẻ thông hành và có thể tự do di chuyển trong nhà tù. George Conard, tội phạm giết người đang làm việc trong phòng gia công kim loại và hắn ta có thể làm được chìa khóa. Andrew Hem, một kẻ trộm biết sử dụng dây điện để khởi động phương tiện sau khi trốn thoát. Kevin Billingsley, một tên cướp từng làm công nhân mỏ và có kiến thức về kỹ thuật. Thomas Perkebau là bạn của Pontet, người này tuổi đã cao. Pontet chỉ muốn đưa hắn ta ra khỏi nhà tù cùng với mình.
Vài ngày sau, Kelvin đã trao chìa khóa đã được chuẩn bị cho Voltaire. Trước khi bắt đầu, hắn ta cần kiểm tra xem chìa khóa có thể mở cửa căn phòng đó hay không. Hắn ta đã tìm cách mang chìa khóa ra khỏi nhà tù. Đến lúc nguy hiểm, Voltaire phải mang theo chìa khóa và di chuyển không bị phát hiện. Người có khả năng phát hiện Voltaire nhiều nhất là lính tuần tra trên tường. Nhưng người lính này chỉ có thể nhìn thấy cánh cửa đó khi đứng gần tòa tháp. Khi rời xa tòa tháp, thời gian để đi một vòng là 17 giây. Voltaire chỉ có 17 giây để tiến tới cánh cửa đó để kiểm tra, sau đó rời khỏi. Do chìa khóa không khớp 100%, Voltaire đã rất khó khăn để mở được cánh cửa. Thời gian đã vượt qua 17 giây, nhưng may mắn là lính gác không phát hiện ra điều bất thường. Bước đầu tiên của kế hoạch vượt ngục đã thành công. Voltaire yêu cầu Kelvin kiểm tra lại chìa khóa và chuẩn bị bước tiếp theo là đào hầm. Nhưng có một vấn đề cần phải giải quyết, đó là sau khi mọi người vào, ổ khóa ở bên ngoài cửa không thể để mở như vậy. Vì vậy, Voltaire quyết định cho Kelvin, người đã từng làm công nhân mỏ, đi cùng và đào hầm cùng mình. Một đồng đội khác sẽ khóa cửa ở bên ngoài. Vào ngày đó, họ đi vào căn phòng và đi qua cầu thang. Trong đó, họ tìm thấy một cái đèn pin và một công cụ mà các công nhân trước đây đã để lại. Chúng hoàn toàn có thể sử dụng được. Nhóm của Voltaire đã kiểm tra không gian này và phát hiện rằng chỉ cần đục thủng một bức tường, họ có thể đào một đường hầm ra bên ngoài bức tường của nhà tù và cuối cùng đào vào trong kho. Kế hoạch này là khả thi. Điều đầu tiên họ phải làm bây giờ là phải phá vỡ bức tường này. Tuy nhiên, có một vấn đề là khi đập tường, những người ở bên trên có thể nghe thấy. Nhưng họ không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể mạo hiểm. Nhưng cho đến khi họ phá vỡ bức tường, không một ai đã đến kiểm tra. Sau đó, họ nhìn thấy đất ở bên ngoài tường và có thể tiếp tục đào đường hầm. Nhóm của Voltaire phải trở lại với công việc của mình, còn hai người khác có thể tự do đi lại. Hai người kia tiếp tục đào thay thế cho họ. Mỗi ngày chỉ có thể đào khoảng 1 mét. Họ phải hoàn thành công việc này trong thời gian ngắn nhất, vì trong nhà tù gần như không có một bí mật nào có thể giữ lâu. Ngoài ra, có một đám tù nhân luôn muốn giành thành tích tố để giảm án tù. Chính vì thế, những tai mắt luôn rình rập nhóm của Voltaire. Lúc này thêm một vấn đề nữa mà Voltaire cần phải giải quyết. Khi đào vào ngày càng sâu, họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ hầm đào có thể sập bất cứ lúc nào. Để tăng hiệu suất, họ liều mình đánh cắp một số công cụ đào từ phòng làm việc. Sau 4 tuần, nhóm của Voltaire cuối cùng đã đào xuyên qua tường bên ngoài nhà tù. Bước tiếp theo là đào vào bên trong kho. Nếu theo đúng tiến độ như vậy, trong 4 tuần nữa, họ có thể trốn thoát khỏi nhà tù. Trong một lần vào buổi trưa, Voltaire vừa được hai đồng đội khác thay ca vào đào hầm. Hắn ta khóa cửa và trở lại phòng giải trí để nghỉ ngơi. Đột nhiên, còi cảnh báo phong tỏa của nhà tù đã vang lên. Tất cả tù nhân phải ngay lập tức quay trở lại phòng giam của mình. Voltaire nghĩ trong lòng hầm đào của mình đã bị phát hiện. Trong khi đó, hai đồng đội của hắn ta vẫn đang đào ở trong hầm, mà không hay biết những gì đang xảy ra ở bên ngoài. Các tù nhân bắt đầu quay trở lại khu phòng giam. Thông qua hỏi thăm, Voltaire mới biết rằng không phải hầm đào của họ bị phát hiện, mà là có người bị tai nạn. Lúc ấy, hắn ta mới cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng Voltaire đã sực nhớ ra còn hai đồng đội của mình cần phải ra ngoài để điểm danh. Khi người khác không để ý, Voltaire đã tiến lại gần, nhưng ở khoảng cách vài mét trước cửa, đột nhiên một người cai ngục đi ngang qua chặn lại hắn ta và nói rằng Voltaire phải trở về phòng giam. Nhưng hắn ta nói máy tính của hắn ta chưa tắt nên cần phải quay lại để tắt. Voltaire đã nhanh chóng mở cửa vào phòng thông báo cho đồng đội. Họ chỉ một phút để rời khỏi. Cả ba người vội vàng cởi áo cùng Voltaire chạy ra khỏi đó. Nhưng ngay khi mở cửa, họ đã chạm trán trực diện với một cai ngục. Lúc này, cả ba người cố gắng giả vờ bình tĩnh và đi qua. Hai đồng đội của Voltaire còn dính đầy đất ở trên người. May mắn thay, cai ngục đã không phát hiện ra. Sau vụ việc này, nhóm của Voltaire đã quyết định phải tăng tốc độ đào, vì nếu tiếp tục như vậy, họ sẽ bị phát hiện sớm hay muộn. Vào ngày 7 tháng 1 năm 1997, cuối cùng nhóm của Voltaire đã đào tới phía dưới kho. Theo kế hoạch họ chuẩn bị, đợi cho đến khi cửa kho đóng lại, sau đó khoan lớp bê tông phía trên để vào trong kho. Cuối cùng, Voltaire đã khoan được nó. Họ đã mở toàn bộ đường hầm vượt ngục. Sau đó, nhóm của Voltaire quyết định bắt đầu hành động vào sáng hôm sau. Đêm đó, Voltaire không thể ngủ được một giấc vì sự vui sướng. Hắn ta đã kiểm tra lại lộ trình trốn thoát trong đầu một lần nữa. Nếu họ có thể thành công trong đường hầm, họ phải tìm cách để không bị cai ngục phát hiện. Sau khi rời khỏi kho nhà tù, họ đi vào sân. Lúc đó, người lính ở tháp có thể nhìn thấy nhóm của Voltaire.
Khi không bị phát hiện, hắn ta phải đi qua một đoạn cầu tháp ngắn để đến lối ra. Toàn bộ kế hoạch là như vậy. Sau bao nhiêu sự chờ đợi, cuối cùng đã đến được thời điểm để trốn thoát. Sau khi ăn sáng, 6 người đã thành công hội tụ trong căn phòng đó và bắt đầu đi qua đường hầm để đến dưới kho. Nhóm của Voltes đang đợi công nhân trong kho ra khỏi đó. Sau đó mọi người từ từ bò ra. Bây giờ họ sẽ mở cửa kho. Nhóm 6 người đã nỗ lực kéo hết sức cửa kho. Ôi không, Voltes đã bị tên lính gác nhìn thấy. Lúc này hắn ta vô cùng lo lắng nhưng vẫn gật đầu đi về phía lính canh. Anh lính gác đang nghĩ rằng Voltes là một công nhân. Sau khi đóng cửa kho, mọi người đã giả làm công nhân và đi ra bình thường ngay trước mặt lính canh. Ánh nắng và không khí trong lành bên ngoài đã chứng tỏ họ đã thành công. Sau đó họ đã đánh cắp một chiếc xe ở bên đường bằng tài nghệ của Anarehim và nhanh chóng rời đi. Đến khi họ trốn thoát đã được 7 giờ đồng hồ, nhà tù mới phát hiện ra và tìm thấy đường hầm mà họ đào. Ngày thứ hai, 6 người đã trốn đến tiểu bang Oklahoma. Họ đi tìm Chavit, một người bạn của Voltes, để nhờ hắn ta làm giả giấy tờ cho 6 người để họ có thể chạy trốn đến Mexico. Voltes và người bạn này đã đưa cho họ một số tiền và khẩu súng để phòng vệ những ngày tới. Tuy nhiên, rắc rối cũng đến. Ngay sau khi có tiền và tự do, 6 người đã ở trong một khách sạn và mua rất nhiều rượu và ma túy. Vào ngày thứ 6 sau khi trốn thoát, tình hình bắt đầu trở nên tồi tệ hơn. Dưới tác động của ma túy, người lớn tuổi nhất trong số 6 người này đã mất ý thức và nói rằng hắn ta muốn lái xe trở lại. Sau đó, hắn ta chạy đến trạm xe buýt và bị phát hiện. Cảnh sát đã bắt giữ hắn ta. Nhưng cảnh sát vẫn không thể lấy được manh mối nào từ kẻ vượt ngục này. Voltes trong khi mua đồ với người đồng đội, họ nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát. Người đồng đội lái xe bỗng dưng căng thẳng lên. Khi cảnh sát xuống xe và tiến lại gần họ, sự lo lắng của tên lái xe bắt đầu bộc lộ. Hắn ta bất ngờ khởi động xe và chạy trốn. Sau đó, xe cảnh sát bắt đầu đuổi theo. Trong cơn phấn khích, người lái xe lại đâm vào một cái cây bên đường. Sau đó, Voltes nhảy ra khỏi xe và chạy trốn, trong khi tên còn lại bị bắt giữ. Sau đó họ mới biết rằng lý do cảnh sát ngăn họ lại chỉ vì họ không thắt chặt dây an toàn. Trong buổi thẩm vấn, thật trớ trêu, tên bị bắt giữ đã vô ý tiết lộ tên của Chavit, người đã giúp đỡ họ. Vì vậy, cảnh sát đã tìm được Chavit, cử người theo dõi hắn ta. Sau đó, Chavit đến một khách sạn và nguyên nhân hắn ta đến đó là để giao giấy tờ cho nhóm người đó. Hai cảnh sát đã giả làm khách thuê phòng và quan sát. Chẳng bao lâu, họ đã xác nhận được người còn lại đang ở trong phòng kế bên. Sau đó cả 4 người đã bị bắt lại. Tức là cuộc trốn thoát của 6 người chỉ kéo dài trong vòng 1 tuần. Nếu không có những hành động quá khích của hai tên đồng đội bị bắt, có thể nhóm của Voltes đã vượt qua biên giới Mexico bình an. Và cho đến nay, 2 trong số 6 tù nhân đã được phóng thích sau khi hết án, trong khi 4 người khác vẫn đang ở trong tù. Kẻ chủ mưu Voltes đã bị giam giữ tại phòng biệt giam. Hắn ta chỉ có thể ra khỏi đó 1 giờ mỗi tuần. Đó chính là kết cục đích đáng cho những kẻ không dám trả giá cho lỗi lầm của mình. Nhưng chúng ta cũng không phủ nhận ý chí và kế hoạch siêu phàm này của Voltes. Bạn nghĩ sao về kẻ vượt ngục lần này? Đừng quên thảo luận với chúng tôi bên dưới phần bình luận nha. Xin chào và hẹn gặp lại!